ta dọn cho. Mực con nào nấy bằng cái. Ở đây có lẽ tôm hùm nữa phải không? À, mực mà cái con nào nấy muốn đều muốn bằng cái đồ đựng như nè. Chứ không phải như con này nhỏ xíu đâu. Cái này là tôm hùm bát ca. Con nào nấy bự lớn lớn như nè. Còn cái này là tôm hình. Tôm hùm nuôi ở Bình Thuận, con nào nấy nó lớn mà lớn như nè. Cái gì đây? 7.200. Cái này giới thiệu cua bạn. Gì á? Cua. Này mấy cua đâu? Cái này là trứng cái hồi mà cua đồng xây này thấy không? Ta để cua đồng xây có càng. Rồi tự nè. Trứng đâu mà trứng ta. Ta để cua đồng xây có càng mà không là trứng hồi xây. Này là trứng cá hồi muối gì ở nước ngoài người ta là mấy cả triệu đô gì một ký đó. Coi bạn, tôi để trộn review quế quá review nhỏ bạn. Đây tiếp tục là cá chung Na Uy nha bạn, đó 24.420 đồng. Tôm thẻ 29.800 mấy đồng. Tôm sú 25 con là 63.986. Mới bắt được con các bạn. Đường đó thì tôi cũng biết nữa, mà hôm qua tôi mới đào tôi bắt nguyên bự hơn con này nữa. Nhớ bạn, ở đây có cái loại ốc mà nhập từ Pháp về nữa bạn. Ốc bu vàng các bạn, tôi lên ruộng tôi mò ăn chút rồi tôi đãi các bạn ăn mập tí luôn. Đó, 29.920 đồng đó. Cá bóng chung, đó, chắc nhập từ Trung Quốc về bán á. Hào sữa Thái Bình Dương gì nữa bạn. Đâu có giá không? Đây. Hào sữa tươi 60.000. 300g. 300g. Đạm bịch này chắc bịch 300g nè. Bò Mỹ các bạn. Giá như đây. 179.000. Đây. Lẩu bò các bạn, cái này đem về. Lẩu dê. Trời, lẩu dê tôi đọc thành lẩu bò luôn. Bò phụng đời nè 85.000. Cái này là của Nhật Bản nha các bạn. Bò tô một nắng các bạn. Giá là 249.000. Người bò các bạn, 104.000.